Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng đang ở trên đường Tô Hiến Thành, góc đường Sư Vạn Hạnh với đường Tô Hiến Thành. Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một cái căn nhà nằm ở gần vị trí Big C Tô Hiến Thành này cô chú anh chị. Sau lưng mình là ngã tư đường Thành Thái và kế tiếp là đường Lý Thường Kiệt, ngay chỗ Đại học Khoa học Kỹ thuật ha, Đại học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đó. Và ngay đây là góc đường Sư Vạn Hạnh với đường Tô Hiến Thành nha. Ở hướng này là mình chạy ra ngoài siêu thị Sài Gòn nè. Bên trái mình là Big C, khu này là Big C Tô Hiến Thành ha, Big C miền Đông nè. Đường Tô Hiến Thành là chuyên bán về các vật liệu về ngành bếp, phụ kiện nhà bếp và trang trí nội thất như cô chú anh chị. Đây Mobifone Tô Hiến Thành ha. Bên đây là vô cái khu buôn bán thuốc là chợ thuốc Tô Hiến Thành. Khu này thì buôn bán sỉ lẻ mặt hàng trang trí nội thất, gỗ và điện gia dụng, điện trang trí, đèn trang trí, gạch, rồi nói chung là tất cả những thiết bị bếp, nhà bếp đều là ở khu vực này hết nha. Đường Tô Hiến Thành là một đoạn là từ Lữ Gia ngay chỗ Lý Thường Kiệt, mình sẽ chạy về phía tới cái đường Cách mạng 8 ngay chợ Hòa Hưng. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một cái căn nhà nằm ở trong hẻm 163 đường Tô Hiến Thành, thông qua hẻm 131 đường Tô Hiến Thành, thông qua đường Hoàng Duy Khương qua khu đất sét Kỳ Hòa luôn ha. Cái đây là đường Nguyễn Giảng Thanh, nó đi qua khu Trường Sơn. Bên đây là phân hiệu Đại học Thủy lợi cô chú anh chị, đối diện cây xăng dầu. Thì phía trước mặt mình là hẻm 163 đường Tô Hiến Thành, nói là con hẻm nhưng là con đường nhựa lớn đó, cô chú anh chị. Đó, mình nếu mình đi thẳng luôn là ra nhà thờ Chí Hòa, chợ Chí Hòa và chợ Hòa Hưng nha. Đó, đối diện với chỗ bán đồ này nè, mình sẽ quẹo vô trong hẻm 163 nha. Bên kia là hẻm 156, bên đây là hẻm 163 ha. Đó, quẹo đây nè, hẻm này nè, hẻm 163 đường Tô Hiến Thành ha cô chú anh chị. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà có mức giá là dưới 1 tỷ 9 luôn. Cụ thể là lúc trước chủ nhà kêu một căn nhà 2 tỷ, nay chủ giảm còn là dưới 1 tỷ 9 luôn, 1 tỷ 890 ha. Căn nhà một trệt với 4 lầu nha cô chú anh chị. Đó, mình chạy vô đường nhựa này, đường nhựa nhưng mà gọi là hẻm 163, qua khỏi trường mầm non 13 nè, phường 13 nè. Đó, mình qua khỏi đường này ha, thẳng vô trong kia là phòng tập thể dục thể thao, tập gym nha. Bây giờ mình rẽ bên trái nè. Đó, ra đây mình rẽ bên trái ha. Đây chút xíu nữa, mình thấy cái phòng tập thể dục thể hình nè. Vừa thấy thì mình sẽ rẽ bên trái ngay chỗ cái nhà thuốc nè. Đó, mình rẽ bên trái nha. Cái hẻm này nó sẽ thông, còn thông nha cô chú chị nè, thông nè. Nó thông nè. Ngay đây là cái chợ, buổi sáng là cái chợ. Mình nhìn lại phía trước ngoài kia là đường Tô Hiến Thành nha. Ngay chỗ hẻm 163 xe 25 này. Ngay chỗ Vinmart nè. Chạy nữa đây. Tới đây thì mình nhìn bên tay trái mình thấy cái cột đèn lớn nè, bên tay phải á thì nó có cái một cái tiệm tóc. Đó, hẻm này thẳng đằng kia là ra hẻm 131 nha. Mình rẽ trái thì ra lại Tô Hiến Thành. Rẽ phải thì mình đi vô qua bên đường Hoàng Duy Khương lại. Hẻm ở đây thông nhau như bàn cờ hết luôn á cô chú anh chị. Và căn nhà mình là căn này nè, căn cao một trệt 4 lầu này là cô chú anh chị. Một trệt 4 lầu này ha. Đó. Nè khoan. Còn ra còn sốt. Đi đi. Tắt đây. Đây cái hẻm dưới nhà mình đây ha. Căn nhà này nè cô chú anh chị. Căn nhà này nè ha. Căn nhà này nè. Một trệt với 4 lầu nha. Đường này chuẩn bị nâng rồi. Một trệt với 4 lầu rồi ha. Nhà có hướng chính là hướng Tây nha cô chú anh chị. Và căn nhà này thì hiện tại có mức giá là dưới 1 tỷ 9, cụ thể là 1 tỷ 890 triệu ha. Tỷ 890 triệu nha, ngang là gần 3 mét, sâu vô 3 mét rưỡi. Được khá trên lầu ban công từ lầu 2, lầu 3, lầu 4 là ban công lấn ra thêm được ra là gần 1 mét ha. Từ trên xuống dưới nè. Địa chỉ nhà mình á là 163/25
kẹt 26B đường Tô Hiến Thành ha, đường Tô Hiến Thành nha cô chú anh chị. Đó, đây ha, đây căn mình là căn phía sau lưng ra mặt tiền thôi. Đó, hẻm trước nhà là hẻm hơn 3m, ô tô ve vô tới nơi luôn nha. Đó, nhà mình đây ha. Đó, tường nhà thì dán cao lên đến trần luôn. Sổ hồng nha, nhà có giấy chủ quyền hồng riêng ha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Hiện tại thì nền nhà mình đang cao hơn mặt hẻm là khoảng 3 tấc. Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu ha. Đó, lên trên lầu nè. Ở đây trên lầu nhà mình ha. Đây trên đây có cửa sổ nè. Tường này thì được dán rồi. Đây có chỗ để máy giặt nè ha. Nhà vệ sinh đây. Đó, máy nước nóng Ariston. Thiết bị vệ sinh là xài của Inox nha cô chú anh chị. Nó xài của Inox. Đó. Rồi vô phòng mời cô chú chị bạn lên trên lầu ha, lên trên lầu tiếp nha. Mình đi lên trên lầu mình xem nha cô chú chị. Đây cái lầu này là tầng 3. Lầu 2 ha. Đây là ban công phía ngoài. Không phía ngoài của nhà mình nè. Đây trong phòng của nhà mình nè ha. Rồi mình mời cô chú chị bạn lên tiếp nha. À đây là tầng 3, tầng 4 và là lầu 3. Tầng 4 lầu 3 ha. Tầng này cũng có cửa sổ luôn. Đây là cửa sổ ngoài nè ha. Cửa sổ này thì có không song sắt bảo vệ nè ha. Đó, có song sắt bảo vệ nè. À, có cái chỗ để thoát hiểm nè ha. Mở để thoát hiểm nè ha. Đó, nhà mình thì sau lưng ra mặt tiền thôi. Ngay đó là ngay ngôi chợ buổi sáng. Hẻm phía trước mặt mình là hẻm 25 của đường 163 Tô Hiến Thành ha. Thông qua hẻm 131 luôn nha. Đây, trên đây có máy tôn. Rồi mình lên tiếp nha. Đây là lầu, đây là không gian của tầng 4 lầu 3. Rồi mình lên tầng kế tiếp nữa. Đây. Tầng kế tiếp nữa nè.
đây là ban công phía ngoài nè, phía ngoài nè ha. Ở trên đây là mái bằng tôn nha. Như vậy là tầng này là tầng thứ tư hả cô chú anh chị? Ủa tầng thứ năm là lầu 4 nha. Đó. Đây là có cái chỗ này mình có thể mình làm thành cái chỗ tắm rửa cũng được ha, rửa giặt thì cũng được ha. Còn đây là ở trên cái mái mình nè, bước lên trên cái mái nha. Đây là trên cái mái nhà mình nè. Đó, cô chú anh chị bạn nhìn thấy không, trên mái nè ha. À, trên mái nè. Cô chú anh chị bạn vừa theo dõi với Hồng review xong căn nhà ở địa chỉ là hẻm 163 đường Tô Hiến Thành ha, nhà mình ngay chợ luôn cô chú anh chị. Và căn nhà này thì chủ nhà đang kêu bán căn nhà 4 lầu này với mức giá là 1 tỷ 890 triệu ha. Có nghĩa là giảm hơn 100 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Hồng qua số điện thoại 0933 797979 kênh YouTube Nhà đất Sài Thành nha. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết cái clip review nhà ha. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những cái video review nhà lần sau nha cô chú anh chị.